5 lời khuyên dành cho người bệnh khám và điều trị tại bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ. Từ tháng 5 năm 2024, bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ đã hoạt động trở lại với đầy đủ các chuyên khoa, phục vụ công tác khám chữa bệnh ung bướu cho người dân. Dưới đây là 5 lời khuyên dành cho người bệnh khám và điều trị tại cơ sở Quán Sứ bệnh viện ca. Thứ nhất, chuẩn bị giấy tờ. Bước này vô cùng quan trọng. Giấy tờ cần có là căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy chuyển tuyến nếu có, giấy ra viện, giấy hẹn khám lại và hồ sơ khám chữa bệnh để bác sĩ tư vấn và so sánh kết quả. Người bệnh nên photo giấy chuyển tuyến và thẻ bảo hiểm y tế thành nhiều bản để dùng trong cả năm. Các quầy hướng dẫn bố trí tại khu vực phòng khám. Khi cần hỗ trợ, bạn hãy đến khu vực hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh nhé. Thứ hai, đăng ký khám. Bệnh viện khuyến cáo người bệnh đăng ký khám trước khi tới bệnh viện qua tổng đài tư vấn hỗ trợ người bệnh 1900 886 684, hoặc qua ứng dụng có tên bệnh viện ca để tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình khám chữa bệnh. Trường hợp đăng ký khám trực tiếp thì người bệnh sẽ lấy số thứ tự và chờ vào làm thủ tục khám. Thứ ba, khám và tư vấn. Bác sĩ sẽ gọi và mời bạn vào khám, tư vấn theo số thứ tự của bạn có trên phiếu khám hoặc bảng hiển thị trước phòng khám. Sau khi tư vấn, bạn sẽ được nhận phiếu các chỉ định cận lâm sàng cần thực hiện và đến cửa thanh toán trước khi thực hiện các chỉ định này. Thứ tư, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng. Phiếu chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thực hiện có ghi rõ phòng, số thứ tự của bạn. Hãy dựa theo các bảng chỉ dẫn và đường link để đến phòng thực hiện. Khu vực chụp cắt lớp vi tính thực hiện tại tầng 1 nhà A. Khu vực chẩn đoán hình ảnh, nội soi thực hiện tại tầng hầm B1. Khu vực chọc tế bào thực hiện tầng 1 nhà B. Khu vực lấy máu và khu vực chọc xét nghiệm dưới hướng dẫn siêu âm, chẩn đoán hình ảnh bố trí tại tầng 2 nhà B. Khi thực hiện xong các chỉ định, bạn hãy lưu ý giờ nhận kết quả tại phiếu hẹn. Thứ 5, nhận kết quả và tư vấn bác sĩ. Khi có đầy đủ kết quả, hãy quay lại phòng khám ban đầu để bác sĩ tư vấn, kết luận và làm thủ tục kết thúc khám hoặc nhập viện. Tại cơ sở Quán Sứ có khám, điều trị đầy đủ chuyên khoa đáp ứng nhu cầu của người bệnh. 5 tip nhỏ này hy vọng sẽ hữu ích với mọi người để có trải nghiệm thuận lợi hơn ở bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ.